Ok, hello mọi người, và như đã hứa với cả mọi người ở cái video trước rất là lâu rồi là mình sẽ review cho các bạn cái sản phẩm của Pavilion. Thì ở cái video trước lâu lắm rồi mình đã review cho các bạn về con Goldicker, thì ở trong cái video này mình sẽ review cho các bạn con, đó chính là con Sleeve Fox. Mình mới setup ánh sáng để quay video review cho mọi người. Và đầu tiên để mà nói thì con Sleeve Fox này có thể tạm gọi là một cái đàn anh sinh đôi cùng cả con Goldicker. Nó chỉ gác một số cái hiệu năng khác thôi. Và một lát nữa thì mình sẽ cùng show cho mọi người xem là nó khác như thế nào. Như là những cái sản phẩm của Pavilion sắp tới mà mình sẽ review ấy, thì hầu hết là mình toàn mua ở tại Tony Wark. Thì đây là một trong những cái địa chỉ mà mình khá là tin tưởng về bán sát vút tóc ngoại. Họ bán khá là nhiều những cái sản phẩm khác mà các bạn có thể bấm vào phần mô tả bên phía dưới để xem thêm về Tony Wark. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi về thiết kế của sản phẩm. Thì về cái thiết kế của sản phẩm của con Sleeve Fox này thì nó mình thấy là nó khá là giống với con Goldicker kia. Nó cũng có một chữ Pavilion ở đây, và ở bên dưới là chữ Sleeve Fox được in bạc. Màu chữ này này nó tượng trưng cho cái chất sáp bên trong của con này luôn, là cũng màu kiểu hơi xám xám bạc bạc như vậy. Ở đây thì mình sẽ show lên cho mọi người con Goldicker cũng như là con Sleeve Fox để mọi người có thể xem về thiết kế của nó. Thực sự thiết kế của nó giống hệt, chẳng khác một cái gì cả. Phần quan trọng tiếp theo cũng như là mình nghĩ là phần này các bạn cũng quan tâm khá là nhiều, đó chính là hiệu năng cũng như là chất sáp của sản phẩm. Thì bây giờ mình sẽ mở ra để xem bên trong mùi hương của nó sẽ như thế nào. Có thể nói về cái mùi hương này của nó là nó một cái mùi hương kiểu thiên hương, nó hơi fresh và nó hơi hoa quả một chút thì phải, nhưng mà nó hơi có một cái mùi gì đấy đặc trưng của những phòng thí nghiệm. Và về cái chất sáp của nó thì như mọi người có thể thấy luôn ở đây là một cái chất sáp màu nó hơi xám xám. Chất sáp này là chất sáp cream. Các bạn lấy ra các bạn break down như là xoa tay khá là dễ, đến việc apply thì cũng cực kỳ là dễ luôn, bởi vì là chất sáp nó khá là mềm mịn. Nó mềm mịn như vậy nhưng mà nó vẫn sẽ rất là chắc chắn khi mà các bạn ở trong hộp. Và khi mà break down tay thì mình thấy là nó tỏa một hương cũng khá là tốt. Thực sự là cái mùi này là mình cứ bị bánh cuốn, mình cứ mỗi lần là mình vuốt xong mình đều ngửi tay mình phải đến 5-6 lần, bởi vì là cái mùi này thực sự rất là thơm. Về cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình vuốt lên tóc ấy, thì mình đang không hiểu là con Sleeve Fox này có đổi công thức không, bởi vì là mình thấy là nó vuốt ngon hơn so với ngày xưa rất là nhiều. So với ngày xưa thì mọi người là không thích con Sleeve Fox này đâu, mọi người lại đổ xô đi mua con Goldicker này cũng như là con Dynamite Clay mà sắp tới mình sẽ review cho các bạn. Và hai con đấy có thể là hai con sáp vuốt tóc mà mọi người đánh giá khá là ngon của Pavilion. Nhưng mà cho đến khi ở cái thời điểm này mình vuốt con Sleeve Fox này lên thì oh my god, một cái cảm nhận cực kỳ là khác. Như thời ngày xưa ấy, khi mà mình vuốt con Sleeve Fox lên tóc ấy thì nó lại đủ combo như sau: ẩm này, bết này, dính này. Và nó nói chung là một cái cảm giác gì đấy mà mình không hề thích con Sleeve Fox này cả. Và mình có cho những người bạn của mình thử xem là nó có khác gì so với ngày xưa không, thì các bạn của mình đều kết luận là nó khác so với ngày xưa rất nhiều. Khi mà các bạn vuốt lên ấy, thì nó sẽ để lại cho bạn một cái độ ẩm, nó vẫn có độ ẩm nhưng mà nó sẽ không ẩm như ngày trước. Và cái độ bóng ấy thì nó ở mức medium thôi. Ngày xưa là mình vuốt lên nó lên là độ bóng là 2 cơ, rất là bóng, bóng kinh khủng luôn, bóng nhiều các bạn vuốt pomade ấy. Độ kết dính của nó thì mình có một cái tip cho các bạn vuốt những cái sản phẩm của Pavilion nói chung là các bạn nên chia nhỏ những cái lần ra để vuốt. Ví dụ như con này mình vuốt là 1.5 scoop và mỗi lần là 0.5 scoop. Thì nó sẽ bám đều tóc của mọi người hơn, và đặc biệt hơn là nó sẽ không bị dính, bởi vì là cái con Sleeve Fox này kết dính nó khá là cao, cho nên là các bạn chia nhỏ ra như vậy thì độ kết dính nó sẽ giảm đi và nó sẽ không gây ra cho mọi người một cái hiện tượng gọi là bị dính hết cái lọn tóc vào nhau. Về cái độ texture của nó thì mọi người có thể thấy luôn là khi mà mình vuốt xong ấy thì cái độ texture nó cũng cho ra khá là rõ ràng, nhưng mà những cái lọn tóc thì nó chưa được to hẳn mà nó chỉ hơi dít lại với nhau. Nhưng mà đây, như mọi người có thể thấy trên đầu mình luôn, là mình đang vuốt bằng con Sleeve Fox sau khoảng tầm 6 tiếng khi mà mình vuốt con này, thì mọi người có thể thấy là nó cho ra một cái độ texture cũng như là một cái độ volume nó khá là hoàn hảo so với cả cái tóc của mình, đúng không? Và để vuốt con Sleeve Fox này được đẹp nhất ý, thì mình khuyên mọi người là nên vuốt nó trước
khi đi chơi khoảng 1 tiếng. Và so với những cái sản phẩm clay ấy, thì mình tiếng vuốt là 30 phút. Còn đối với những cái sản phẩm của Pavilion này thì mình nên vuốt tầm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng. Thì nó sẽ cho ra bạn một cái độ ổn định của form tóc cũng như là một cái độ tự nhiên nhất có thể trên tóc của các bạn. Ưu điểm của nó là như vậy. Còn về nhược điểm thì chắc có lẽ là một cái nhược điểm mà mình không thích là cái độ dính hơi cao quá. Cái độ dính này nó làm cho khi mà các bạn mới vuốt tóc ấy, thì các bạn cảm tưởng như tóc của bạn bị ốp gel ban đầu ấy. Nếu như mà các bạn đã từng sử dụng những loại gel vuốt tóc ấy, thì các bạn biết là khi mà vuốt gel tóc thì tóc của các bạn vuốt đến đâu nó cứng đến đấy, nó cứng đến nỗi mà các bạn không thể restyle lại được. Và khi mà các bạn restyle lại thì nó rất là bị rít tóc và đau tóc ấy. Còn cái con này thì lúc đầu vuốt lên khoảng 30 phút đầu sẽ bị như vậy. Còn sau khoảng 30 phút thì các bạn có thể thấy luôn tóc mình đây, luồn tay dễ dàng và cho những cái texture các thứ. Kể cả khi mà mình phá hỏng form tóc này, đó, khi mình phá hỏng form tóc nhá, đây. Ngày rồi. Đây là ví dụ như kiểu đây là tóc của mình đang đội mũ bảo hiểm thì mình đội xong nó sẽ như này và mình restyle lại một chút thôi là tóc của mình nó vẫn sẽ trở lại về cái form như cũ. Một cái điều mà khá là hay về cái độ bóng này thì mình thấy là nó khá là thấp, nó chỉ ở mức khoảng medium shine nhưng mà thực ra là nó thấp hơn cả medium shine nhưng mà không phải là nature shine nhá. Nature shine là một cái độ bóng tự nhiên nhưng mà con này nó không được tự nhiên cho lắm nhưng mà mình vẫn rất là thích. Mình cảm nhận thấy là con Sliver Fox này nó sẽ không khô bằng con Goniker và nó sẽ cung cấp cho mình thêm một chút độ bóng trên tóc đối với những ngày nào mà mình muốn mái tóc của mình nhìn vào nó khỏe mạnh hơn. Và về cái sản phẩm này thì mình có mua tại Tony Wax ở một trong những cái địa chỉ mà mình mua sáp rồi, thì các bạn có thể bấm vào phần mô tả bên dưới để biết thêm về Pavilion cũng như là những cái sản phẩm mà Tony Wax đang bán. Và ở video sau thì mình sẽ review cho bạn về một con là Dynamite Clay, một trong những gọi là con kinh hoàng của kiểu tóc short squib cũng như là kiểu forehawk hoặc là những kiểu tóc crop, kiểu tóc ngắn. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.